事儿。哇，他不养酒，哎呀。Bây giờ mới xúc xích là cái đam mê. Coi chừng, bỏ đít. Cả nhà ơi, đây là mẻ trứng thứ hai á. Hôm qua là buổi tối mình có ghé mình lấy rồi. Mẻ này là 600 trứng nha. Thì mình sẽ về tiếp tục mình chia ra những cái phần nhỏ kèm theo rau củ á, để gửi tới những cái khu cách ly, khu phong tỏa đó. Đây rất là nhiều trứng luôn. Cảm ơn mấy chị ủng hộ gửi từ Tây Ninh xuống á cả nhà. Rất là quý luôn á. À, trời buồn, trời đổ cơn mưa. Tôi buồn, tôi sắp vỉ trứng. Chị Tuyền, anh Đạt đang làm gì vậy? Một vỉ là 6 trứng nha cả nhà. Chị Tuyền với anh Đạt đang gói lại nè. Giờ gói nhìn chuyên nghiệp đó chị. Chuyên nghiệp không? Thấy nó chắc hơn là mình để ở trong cái vỉ vỉ nhựa luôn ha. Đây, đây là một phần chuẩn đây. Bé bé xinh xinh. Mình đã đẩy vô kho lạnh rồi cả nhà. Cho cả nhà xem cái xúc xích ngày hôm nay nè. Ôi, cả nhà thấy chưa? Đó, ai đặt xúc xích liên hệ mình nha. Mai mình sẽ làm mẻ dăm bông đây. Giờ mình cũng kết hợp mình vừa làm những cái từ thiện này. Nên nó thời gian nó sẽ có buổi là mình phát sớm, có buổi thì mình sẽ phát đầu giờ chiều, thì hôm nay là phát đầu giờ chiều á. Rồi chúng chúng ta cùng xem những món quà này tới những cái người khó khăn nha. Wow, đầy luôn. Đây là bao nhiêu phần vậy chị? 48 phần này cả nhà, nguyên cái bàn này là 48 phần, còn lại là vẫn còn ở bên kia nữa. Tổng cộng là khoảng 70 mấy phần á. Giờ mình sẽ soạn ra khoảng 20 phần mình gửi một cái khu gần đây. Ở đây là một tụ quân lớp của mình á. Nay con có bán gì á? Con nghĩ là con đã cắt tới giờ để thị 6 giờ là con nghỉ luôn á. Con gửi cô hạt phần đi. Đây có trứng, đây có rau. Nhưng mà chúng ta không nhìn nó có rồi. Đây có hạt phần. Cô giữ một phần, còn lại là thôi, ba phần cuối. Rồi, cảm ơn mấy mẹ nhiều nha, với mấy bạn nhiều nha. Dạ. Rồi. Dạ. Hơn tháng rồi đó. À, chị phụ huynh nè. Dạ. Em gửi chị nha, chị gửi dạ. Dùng cho mấy cô hàng xóm giúp em nha. Rồi, cảm ơn thầy. Cái dạ. Một phần em gửi cho cô này nè. À, dạ. Cô tặng dạ. Cho cô một phần quà. Dạ. Đây là nhà của phụ huynh ở bên lớp võ mình á. Bây giờ anh gửi. Đây là tổng cộng mỗi tuần là 10 phần. Nha, chút nữa sẽ nhờ bạn Thịnh phát cho mình 9 phần cho khu vực ở bên Tô Hiệu. Có gì chụp cho mình vài tấm hình nha. Rồi, ok, lên đường mạnh khỏe. Ai có đặt chôm liên hệ Thịnh nha, nhiêu ký? 100.000 3 ký nha, ship tận nơi nha. Số điện thoại 0345 011 766 đó. Ê, cả nhà ơi, mình đã phát xong hết rồi, bây giờ là 4:30 đó. Hôm nay mình săn được 5 ổ bánh mì để cho nhà mình mấy ổ, và xúc xích ở đây mình mới làm luôn. Chút nữa mình sẽ làm một món giả chiến bánh mì trứng xúc xích đó. Ăn ngon nhưng mà đầy đủ chất. Chiên không dầu hả?
đây cả nhà, anh đặt một bịch xúc xích như vậy. Thì dạ, liên hệ Zalo cho mình nha, 0909 029 841. Xúc xích mới ra lò. Cứ kỹ vậy. Cứ như vậy nó mới nở đầy. Quá. Này không cần bỏ dầu luôn nha. Vô. Đây là một cái trứng sinh đôi nha cả nhà. Đó. Chị Phụ Huynh chỉ tặng cho mình một bịch là có mấy trứng luôn á, toàn là trứng sinh đôi luôn mà. Còn đây là những cái trứng mà sinh thường mà. Đây là con đực, con trống mái. Còn được cả nhà. Chuẩn bị tắt nè. Kêu cực là xong. Ra chưa? Chưa ra nữa hả? Đâu rồi? Tắt. Chưa ra nữa. Oh. Wow, hấp dẫn chưa? À, đặt xúc xích liên hệ mình liền nhé. Cá mồi ba cô gái, cá mồi ba cô gái. Để quyết định sẽ làm một cái bánh mì dĩa nè cả nhà. Hai hộp luôn hả? Dữ vậy. Thử thách hả? Ba cô gái này không biết còn sống không mà. Chắc chết rồi. Lên lột. Xèo xèo. Đó. Ăn lòng đào mà để quết bánh mì ăn cho đã. Mũi á. Trời ơi, quá dễ đó. Đó đấy cô đồng hồ. Trời ơi, cả nhà cái này là nó chỉ có một trứng này nè. Một cái lòng đỏ nè. Phải ăn giả chiến sau một ngày nè. Đi từ thiện. Nhẹ nhàng thôi. Hy vọng là những cô chú như là những anh chị ở những khu nhà trọ nhận được món quà đó, hôm nay cũng sẽ có những phần ốp là ngon. Ba con gái. Đó, ba con nha. Này bạn có phải nêm nếm gì thêm không? Muốn ăn vừa ăn thì thêm miếng lên nó không. Ôi, bốn cô gái. Ồ, này là con nè. Đúng rồi, em ta có ba cô gái mà họ phải sao được bốn cô gái. Con hộp này mấy con? Ừ, có ba cô gái. Hai cô bự. Hai nè, hai. Cái là hộp kia ba con nhỏ quá nên có thêm một con nữa để cho nó đầy hộp. Đó cả nhà, hộp sau có ba cô gái. Là miếng đường. Thơm quá. Đó cả nhà. Đậu vặt, đậu vặt. Bây giờ mình sẽ thử tay trang trí. Vô đây là chỉ còn 5 cô gái thôi. Món này thì chỉ cần có nguyên liệu và một chút sự cần cù là chúng ta làm được, chứ cũng không cần kỹ năng gì nhiều. Nhưng phải xúc xích bên mình nha. Lấy xúc xích ra nào, lấy xúc xích ra nào. 3 cây. Nói chứ 2 cây thôi. Cây nó tạo thành một cái vòng tròn luôn. Xích này không ạ? Đó. Bao quay xích này lên xích. Kiểu khác này cả nhà. Nó là ăn bánh mì dồi. Bánh mì này giòn mà. Đó, giỡn thấy thịt nha. Kiểu nguyên thôi. Chưa? Kiểu nguyên quá. Nguyên quá. Làm một cái canh nóng nữa, húp chung. Quên làm chén nước tương siêu cay.
nhà ơi, chia sẻ livestream giúp mình nha, để coi mình có thể ăn hết như đây hay không. Rồi, mời ông bà cô chú và quan viên hai họ, chúng ta cùng đến với món ăn ngày hôm nay cực kỳ hấp dẫn nhưng cũng cực kỳ dễ làm. Rồi, đó là món xúc xích, xúc xích, xúc xích trứng ướp la, cá mồi. Thử cái nhà, cả nhà. Bánh mì nè, bây giờ là cái mẹ. Bánh mì giòn, bánh mì không. Đây, mình sẽ làm một phần mỏng cho cả nhà con. Đấy, hấp dẫn chưa? Đây, xúc xích là do chính tay mình làm luôn cả nhà. Có quay cái công đoạn mà có xúc xích ở đó. Mời cả nhà đón xem nha. Rồi ai đặt xúc xích thì liên hệ qua Zalo cho mình nha, 0909 029 841. Mời cả nhà TikTok. Hôm nay mình kết hợp livestream TikTok luôn cả nhà. Thì sẽ có những buổi mình kết hợp vừa livestream TikTok mà vừa livestream vừa quay trực tiếp YouTube để cho cả nhà có thể xem được cái món ăn nó chân thật nhất. Thử nha, thử nha. Tao mẹ ơi, cái cá mồi á, khi mình cắn vào á, nó xịt nước ra bên trong. Còn khi mình cắn vào xúc xích nè, nó thật đó, mình trồng nó còn rất là rõ luôn. Thì khi mình cắn vô cái nha, cái răng á, cái răng năm mình nè, chạm vào cái xúc xích một cái khiến cho cái xúc nó tét ra. Nhưng mà thật ra nó rất là chắc, nó bám víu lại, làm cho mình phải dùng lực xé ra một cái. Quá là hấp dẫn luôn. À, hôm nay mình mới đi phát những cái rau củ cả nhà. Hấp dẫn quá. Chơi một sao luôn. Ăn qua món xúc xích không thể bỏ qua được đâu cả nhà ơi. Còn thêm miếng trứng nữa. Ôi, chảy ra cả nhà. Tôi quết thôi. Kè miếng nước tương mình quét nha. Wow, thấy lòng đỏ trứng á, béo béo, nó chảy ra từng kẽ bánh mì vào từng kẽ răng của mình, khiến cho răng mình nó nhột nhột, đánh tín hiệu lên não của mình là phải cắn thật mạnh vào và xịt nước ra. Ngon là rất trong luôn, với một vào cá mòi vào luôn. Cho phần trứng còn lại. Sau đó xè miếng tương ớt kết hợp với tương vào. Cho ớt này caramel. Cả nhà nào thích ăn cay á thì mình nên ăn kiểu này, cảm giác nó mới sướng được. Nhiều rồi. Chào mừng 27 người chia sẻ cho mình livestream nha. Hướng tới mốc 50 người nào, mình sẽ biểu diễn một màn ăn cay ở nhà coi.
Chứ mình không, mình thích ăn bánh mì mà kiểu là bánh mì giòn á nha. Mình bóp lại, cái đó lòi ra những cái nhân bên trong á. Mình cắm một cái bánh mì, kết hợp nhân á, túa ra ăn thì mới cảm giác nó sướng được. Đây là mình nước sốt rồi cả mình rồi. Wow. Đây là nước xả. Mỗi ngày mình uống thêm một ly nước xả này, hơn một bình chứ, để tăng sức đề kháng mùa dịch. Bữa thứ hai, nhưng mà sẽ quyết định ăn hết một cái trứng trong đây luôn. Caramel ơi, lấy cái trứng sinh đôi luôn nè. Hai trứng luôn á, hai lòng đỏ luôn, đảm bảo độ giòn cho bạn ăn. Cái này giống hot dog quá ha. À, cho thêm miếng hành tây nữa. Ăn những món này là mình nhớ tới ký ức những cái clip mình quay bánh mì chảo á. Không biết bao giờ mới ổn để mình được đi ra ngoài ăn những cái clip này mới được. Mời 500 anh em nha, mời 500 anh em TikTok nha, chia sẻ clip này giùm mình nha. Chia sẻ like chia giùm mình nha. Cái này mình không ăn ớt thôi mà mình chịu không nổi cái nhà rồi. Xúc xích trộn với trứng, thêm một xíu ớt cay cay nữa, cảm giác nó trung hòa lại. Là một cây xúc xích thập cẩm kết hợp cuốn một lớp bánh mì ở bên ngoài giống như là áo giáp vậy cả nhà. Mình kháng xuyên qua áo giáp luôn. Wow, có xíu đậu rầm nữa. Ăn mà làm tưởng tượng tới món bánh mì chả cá. Mời 500 anh em nha. Thì ở nhà ơi, vào được thứ 3, thứ 5 hay thứ 7 á, mình cũng sẽ ở nhà mà cũng có nhiều thời gian rảnh, mình cũng sẽ kết hợp livestream trên TikTok á. Thì cả nhà nào á chưa follow TikTok cũng như là chưa biết TikTok của mình á, thì hãy vào TikTok, bấm vào Võ Sư Lộc để cho mình một follow nha. Của Vinny Hùng là Vinny Hùng 1116 nha cả nhà. Wow, tôi miếng hành tây thôi. Cảm ơn ơi. Cho miếng quạt xỉu ở đây cho anh nè. Tắt đi, tắt máy xíu. Rồi. Caramel đoán là bao nhiêu tiền? Nghĩ ổ này chắc cũng bán ở ngoài là hơi bị khẩm á nha. Chắc 50 quá. 50 không? Hơn chứ. Một cây xúc xích này là cũng 1 kg bên mình là đang bán với giá là 280. Ở đây là khoảng nửa ký. Nửa ký chia cho 4. Hơn 50 ngàn á. Má ơi. Còn nửa cây nữa nè. Ý chà. Hi.
trời mẹ ơi. Ổ này thì sao? Cho mấy em TikTok coi nè. Wow, chảy máu mồm. Gì? Chảy mồ hôi lưỡi. Đúng là cắn vào. Bánh mì đó chỉ giống như là một lớp ni lông mỏng vậy, bọc lại những tinh chất bên trong, xé toạc cái lớp đó ra nè. Rồi ổ mì xứ tôm đó. À, mới nghĩ thế này. Đây cũng sẽ là một cái micro để mà có thể hát trình bày cho cả nhà một bài hát. Cả nhà ta thương yêu nhau, xa lạ sup gần cũng sup luôn. Các bạn TikTok nào mà chưa subscribe kênh YouTube của anh em mình á, nhớ ghé ủng hộ cho mình một subscribe nha. Rồi còn lại thì các anh em nào đang xem YouTube mà chưa có subscribe mà chưa like, điểm nhanh và subscribe liền nha. Chuẩn bị tới phút phớt rồi nè các bạn. Mình sợ nếu mình ăn chậm á, ổi mình sẽ không chịu nổi sức chứa khổng lồ rồi đâu. Thấy một nghiên cứu về món bánh mì Việt Nam, tại sao có thể đánh bại được McDonald's, đánh bại được những cái hamburger, đánh bại được những cái món thức ăn nhanh của nước ngoài khi gia nhập vào thị trường Việt Nam? Đố các bạn biết. Theo mình á, là do bánh mì bình dân ở Việt Nam đã là quá là hấp dẫn rồi. Nó là một món ăn mà có thể kết hợp được vừa chả nè, vừa cá nè, có thêm những cái thịt nguội nữa, và đi trên đường rất là dễ kiếm. Nhưng mà trong cái chỉ thị 16 này cả nhà, thì mọi người sẽ thấy được cái độ quý giá của món bánh mì. Và hy vọng là khi mà hết giãn cách, hết cách ly á, những cô chú bán bánh mì hay những tiệm bánh mì như Huỳnh Hoa, những tiệm bánh mì lớn bán lại, mình sẽ trải nghiệm bánh mì đó với một cái hương vị mới, ngon hơn, giá trị hơn, và thương yêu ổ bánh mì Việt Nam mình hơn ha. Bánh mì Việt Nam number one. Mấy lúc cuối nè, ra mấy. Cũng thấm rồi nè. Còn dưới. Mừng xong rồi cả nhà ơi, ủng hộ bên nào. Kể cho cả nhà xem á, kể cho cả nhà nghe. Hồi sáng á, mình chuẩn bị bảy mấy phần rau củ á, kết hợp với trứng để phát. Thì mình vừa phát những cái khu cách ly nè, vừa phát cho những ông bà cụ, vừa phát cho những cái chỗ mà nhà trọ á, thì mình thì sẽ không thể phát hết được, hoặc là mình phát thì sẽ không có thể chi tiết được, thì mình có gửi cho bạn Thịnh với bạn Thiên phát cho mình, và được nhận lời những cái bức hình á, mình thấy rất là vui, thấy các ông bà nhận được những món quà cảm ơn rồi cười tươi rối rít luôn. Mình thấy được là một cái chia sẻ nhỏ thôi trong mùa dịch này á, cũng đủ để ấm lòng những người xung quanh. Cả nhà ơi, ngoài việc mình ở nhà để đảm bảo an toàn mùa dịch này, hãy cùng nhau lan tỏa sự lạc quan, sự tích cực đó để mình cùng đương đầu với dịch bệnh ha cả nhà. Hello,
kết thúc luôn nha. Mình mới được thanh niên làm cho một ly tắc muối. Tắc này của chị Phượng á, chị Phượng ở Phú Nhuận. Em cảm ơn chị Phượng nha. Đây, mình sẽ dùng bánh mì mình quấn hết cái đuối này nha. Giòn, giòn, giòn. Giờ mình cắt cái bọt nướng qua ở nhà rồi. Chào mẹ. Đây là một chiếc du thuyền chứa đựng những tinh chất. Nếu mà mình nhét vừa miệng mình á, là mình sẽ dùng cái hàm răng và dùng cái môi của mình á làm những cánh cửa khóa nó lại không cho nó xì ra ngoài. Còn nếu mình nhét không vừa là nó sẽ phọt ra. Xong thử thách 3 ổ bánh mì, 5 trái trứng gà, 3 cây nước tức, 5 miếng cá mòi cho bữa ăn giải trí sau một ngày làm việc vất vả. Thì hôm nay mình đã hoàn thành cái thử thách như mình đã nói lúc nãy, gồm có 3 ổ bánh mì và một dĩa đồ ăn full topping. Thì thử thách này thì cũng tương đối không khó, cũng không dễ, nhưng mà trong cái dịp dịch này cả nhà, cho mọi người thấy lại cảm giác nó sướng khi mà ăn bánh mì nó như thế nào. Và mong rằng tất cả các cô chú cũng như là những anh chị nào đang theo nghề bánh mì hãy giữ vững niềm tin nha. Chúng ta sẽ sớm quay trở lại và phục vụ những mẻ bánh mì nóng hổi như ổ bánh mì Việt Nam thơm lừng để gửi tới không chỉ là những vị khách ở Việt Nam mà còn là bạn bè khắp thế giới ha. Và một cái mà mình đã xem ở cuộc thi Hoa hậu thế giới, đó là Hoa hậu Hồ Hèn Em mang một bộ áo lấy tưởng từ bánh mì cả nhà, rất là hấp dẫn để quảng bá cho cái món bánh mì Việt Nam. Thì món bánh mì ở đây mình làm gồm những nguyên liệu nó đơn giản thôi, xúc xích bên công ty của mình, trứng gà, ốp la, cá mồi. Thì cái đó trong tủ lạnh á, các bạn nếu mà có sẵn á thì các bạn có thể làm y chang như mình. Còn nếu mà các bạn có thêm thịt bò, các bạn có thêm pate, các bạn có thêm những cái xíu mại, trời ơi, thì ra một bánh mì chảo ăn cũng cực kỳ là hấp dẫn luôn. Nhưng trong mùa dịch này mà mình có cái gì mình ăn cái nấy cả nhà. Thì mong rằng cái clip này sẽ lan truyền được cho cả nhà một tinh thần lạc quan và niềm vui trong mùa dịch này. Nhưng là các bạn ở những khu cách ly, khu phong tỏa thì mình cũng đã trực tiếp tới đó để gửi những cái phần quà những người đó cả nhà. Thấy được người ta nhận những phần quà người ta rất là vui. Thì người ta nói, có những người nói cả tháng ăn thì có nấu mì gói ăn thôi, thì có cầm hơi. Mong sao thì sớm dịch sớm qua đi để quay lại cái đời sống hàng ngày. Anh em mình cũng có một cái fanpage trên Facebook, cả nhà vào like cho mình một cái like, cũng như là xem những cái hình ảnh của những cái clip mình đã quay, xem những cái clip nho nhỏ của những cái hoạt động anh em mình đã trực tiếp tham gia. Thì có một cái kênh TikTok của mình tên là Võ Sư Lộc, mình đang like trên kênh TikTok đó cả nhà. Thì cả nhà ghé vào mỗi tối thứ ba, thứ năm hoặc thứ bảy mình sẽ có những cái buổi live stream chia sẻ lại những cái tâm sự cũng như là những cái hoạt động trong đời sống hàng ngày của mình. Phân hùng là Funnel 116 rồi. Thì tất cả những cái bạn nào chưa follow mà đang xem clip này, chịu khó dành chút thời gian ghé qua TikTok
follow một nhát nha các anh em ơi, follow cho mình cái nha các chị em ơi. Mọi thắc mắc cũng như là comment và thử thách tiếp theo, vui lòng comment dưới clip bên đây giùm mình. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong chương trình tiếp theo vào lúc 18 giờ mỗi ngày nha. 18 giờ nha anh em. Chào mọi người.